Và như vậy là trọng tài Văn Việt đã nổi còi bắt đầu hiệp đấu tiên trận đấu giữa PVF CND và Hòa Bình. Mauro Geromino, huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha của PVF CND. Quả chờ bóng của Văn Đô đánh đầu, tương đối đáng tiếc. Trái bóng đã sượt qua đầu của cầu thủ đội chủ nhà. Bóng hướng tới vị trí của Văn Đô, vẫn đang là Lê Văn Đô. Đánh đầu, không vào. Thêm một bài đánh biên nữa được PVF CND thực hiện trong trận đấu này. Minh Bình chuyển Minh Công đến hướng được tới vị trí của Văn Đô, vẫn đang là Lê Văn Đô. Đá ngay tới từ Lê Văn Đô, tương đối táo bạo. Huỳnh Công đến, đường chuyền hay của Công đến, dứt điểm, không vào. Văn Đô thủ thành Duy Dũng. Văn Đô đang chơi nổi bật cho tới lúc này. Huỳnh Công đến, tiếp tục là Văn Đô. Đường chuyền hay của Văn Đô, đây là cơ hội, chưa vào. Cú đá là của Nhật Nam, ngay lập tức giành bóng Thanh Nhàn. Đáng tiếc là Thanh Nhàn lại sút hụt bóng. Hướng dàn xếp đá phạt nhanh Thanh Nhàn, cực kỳ đáng tiếc. Lại là đường chuyền của Huỳnh Công đến, bóng tới với vị trí của Bảo Long. Rõ ràng đó là một tư thế khó dành cho Bảo Long để thực hiện đường chuyền vào trong cũng như tung ra cú sút, và không thể tiếp tục trận đấu. Bóng thêm một lần nữa hướng tới vị trí của Văn Đô, vẫn đang là Văn Đô. Văn Đô ngã rồi, tiếng còi của trọng tài không vang lên. Chế bóng là rất khéo, Thanh Nhàn. Và đi bóng của Thanh Nhàn, dứt điểm, không vào. Đây có lẽ là cơ hội đáng chú ý nhất kể từ đầu trận của Thanh Nhàn. Gia Bảo khá nguy hiểm, không vào. Cơ hội đầu tiên dành cho Tẩy Văn Toàn ngay khi được tung vào sân. Đó là pha bóng cũng khó với Văn Toàn. Bóng tới vị trí của Xuân Bắc, đường chuyền tầm thấp vào trong, dứt điểm, vẫn không vào. Vẫn chưa thể là bàn thắng đầu tiên dành cho PVF CND. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi khép lại 90 phút trận đấu giữa PVF CND và Hòa Bình FC. Tỷ số cuối cùng là 0-0. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.